Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video cơ sở nhà em tươi. Hôm nay em xin được giới thiệu với cô chú anh chị về một số đặc sản Cao Bằng. Em xin được điểm qua và báo giá chi tiết. Tất cả các mặt hàng bên em bán thì đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là cô chú anh chị yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé. Và đầu tiên ở đây thì em xin giới thiệu một số đồ ngâm rượu là có cây lan kim tuyến đỏ. Lan kim tuyến đỏ là một cái dòng lan các bác có thể trồng làm cảnh, tuy nhiên thì ở xa gửi đi thì em sợ nó sẽ bị héo cây ấy, cho nên là các bác có thể mua lên bình ngâm rượu nhé. Cái này thì nó là một cái loại dược liệu quý có tác dụng thải độc mát gan cực tốt, phòng ngừa hỗ trợ điều trị ung thư và các khối u, ức chế sự phát triển. Cái này thì các bác có thể mua từ 200g về các bác ngâm rượu thì em sẽ hỗ trợ rửa sạch sẽ. Hỗ trợ rửa sạch sẽ và em sẽ cho vào cái bình bình song long nhỏ ấy, và em sẽ đổ rượu vào thì gửi đi cho các bác, về các bác đổ thêm rượu vào là được nhé. Và cái này thì em bán từ 200g, giá là 250.000 đồng 100g nhé. Đây là lan kim tuyến đỏ ạ. Và mặt hàng tiếp theo ở đây em xin giới thiệu với cô chú anh chị là thịt trâu khô gác bếp. Thịt trâu khô gác bếp là một cái loại đặc sản Cao Bằng nhà em làm chuẩn vị. Các bác, cô chú anh chị nào đã từng ăn của nhà em thì đều sẽ nhớ đến hương vị của nó. Và đặc biệt là thịt trâu, hoàn toàn là thịt trâu tươi, tẩm gia vị, gia truyền, ăn rất là ngon các bác. Về dùng thì mình hấp cách thủy khoảng 10 đến 15 phút. Mình đem ra vỗ vỗ giống như vỗ mực ấy, xong rồi đập, xong rồi mình xé vừa ăn. Thì rất là ngon, giá em bán là 900.000 một cân và em có bán túi nửa cân nhé. Tiếp theo em xin giới thiệu với cô chú anh chị là ba chỉ gác bếp. Ba chỉ thì bên em bán là 350.000 đồng một cân và một túi như thế này là nửa cân. Các bác lấy về thái mỏng, xào với tỏi, lá hoặc các bác có thể áp chảo đều được. Cái này thì rất là thơm ngon và gia vị chuẩn vị rồi. Em bán là 350.000 một cân. Lạp sườn 300.000 một cân, một túi như thế này là nửa cân. Gia vị truyền thống cũng như là khi cách sử dụng thì các bác đun nước sôi mình trần qua hoa rửa lại nhé, bởi vì hoặc là không thì mình có thể áp chảo dùng được luôn, hoặc quay ở cái lò vi sóng khoảng 8 phút, hoặc là cái nồi chiên không dầu ấy 180 độ các bác quay khoảng 8 phút 7 phút là rất là ngon nhá. Cái này thì em bán là 300.000 một cân và một túi như thế này là nửa cân. Đấy là về thịt trâu khô gác bếp, lạp sườn cũng như là ba chỉ gác bếp, rất là ngon. Đây em xin giới thiệu là quả táo đen. Quả táo đen thì bên em hút chân không rồi. Quả táo đen là một cái loại dược liệu bồi bổ cơ thể rất là hiệu quả, mọi người hay sử dụng để bồi bổ cơ thể. Cái này thì nó vị ngọt thanh hoàn toàn tự nhiên. Em hút chân không một gói như thế này là 75.000 nửa cân. Và bên này thì em có những cái túi sâm ô linh. Sâm ô linh này thì em bán 200g 500.000 ạ. Em đã rửa sạch ủ rượu hút chân không, về các bác chỉ việc đổ rượu vào và ngâm thôi nhá. Một túi như thế này là 200g. Đây là túi sâm ô linh em đã ủ rượu rồi. Và tiếp theo ở đây là có cái nấm ngọc cầu. Nấm ngọc cầu thì em cũng đã rửa sạch ủ rượu hút chân không, 100.000 một cân. Ba kích tím 280 một cân, rửa sạch ủ rượu hút chân không rồi. Và tứ khửng em cũng đã rửa sạch ủ rượu hút chân không, với túi là 1 cân 100.000 ạ. Và bên này là có đẳng sâm tươi, rửa sạch ủ rượu hút chân không rồi, giá là 120 một cân. Tiếp theo ở đây là em có những cái lọ măng ớt măng mật 100.000 một cân, một hộp, trọng lượng khoảng 1 cân 7 đến 1 cân 8. Bên em đã ướp chuẩn vị cũng như là rất là thơm ngon. Cái này để càng lâu càng ngon cô chú chị nhé. Và bên này thì em có một số củ sâm ngọc linh. Sâm ngọc linh thì là một cái loại sâm mà có thể nói là đứng top 1 trong các loại sâm chữa về ung thư cũng như là các bệnh về gan, bồi bổ cơ thể rất là hiệu quả. Đây thì em có một này, củ số 1 nhé. Củ này em bán giá là 850.000. Củ này rất là to đẹp và có lá. Đây ạ. Củ số 2 của này em bán là 800.000. 800.000, củ số 2 cũng rất là to đẹp. Cái này các bác nào mà lên bình khoảng 1.8 lít hoặc 2.8 lít đều đẹp. Mình cho cả lá vào luôn nhé. Và đây thì em có cái củ này thì nó bị héo lá, thì em bán sale
Em bán sale củ nó vẫn nguyên nhé, vẫn nguyên dược tính cũng như là củ không bị ảnh hưởng gì. Củ này thì em bán là 450.000, 450.000 cho củ cái lá héo. Và một củ này bị gãy lá. Củ này thì em bán 250.000. Cái này thì bác nào lấy em sẽ bỏ vào bình ngâm rượu vào rồi gửi cho các bác luôn, vì nó không có lá thì gửi vào cái bình song long nhỏ ấy là rất là tiện. Và cái củ này thì có một cái vết cắt do là bà con cắt lá nó hơi hơi sâu, nên là em bán là 250.000 nhé. Các bác có thể ngâm một bình nhỏ để uống. Cái này thì em bán sale vì nó bị một vết như thế này. Đó, bác nào ưng thì mua ủng hộ em. Đấy là về một số các củ sâm hôm nay nhà em có, sâm Ngọc Linh. Và tiếp theo ở đây thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị, hôm nay em có một 20 cân gạo gạo nếp. Em xin giới thiệu với cả nhà là gạo nếp cẩm Yên Thổ Bảo Lâm Cao Bằng. Cái gạo nếp cẩm này thì nó hoàn toàn là khác với cả nếp cẩm của Lai Châu Điện Biên cô chú anh chị nhé. Cái này thì được bà con dân tộc trồng ở trên nương, một năm thì cũng có rất là ít thôi. Và cái gạo nếp cẩm này là một cái loại mà gạo mà có thể nói là dùng cho sức khỏe, tốt cho sức khỏe của mọi người. Ăn kiêng hoặc là mình muốn giảm tinh bột các thứ ấy, mình có thể ăn cái loại gạo này. Và có bác có thể làm nếp cẩm hoặc là đồ xôi, cái này thì rất là ngon. Cái này thì em dặn bà con rất là lâu rồi, hôm nay họ mới mang về được cho 20 cân thôi. Và tí nữa em sẽ sàng sẩy lại, bởi vì người ta sát từ máy sát ra là người ta mang đến nhà em luôn ấy. Không không dám yêu cầu sàng sẩy sạch sẽ, lần sau người ta tự ái người ta không mang, dám mang cho ấy. Nên là em tí nữa em sẽ sàng sẩy sạch sẽ gửi cho các bác. Cái gạo nếp cẩm này, nếu các bác nào mà chưa biết cách đồ hay nào ấy, thì các bác mua em sẽ hướng dẫn, bởi vì nó là một cái loại đặc trưng có dinh dưỡng tốt này, và là một có thể nói là một cái loại thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe cực kỳ luôn. Và các bác có thể tìm hiểu cái thông tin của gạo nếp cẩm Yên Thổ Bảo Lâm Cao Bằng, hoàn toàn là canh tác tự nhiên, không có hóa chất hay là phân thuốc gì, cho nên là cái sản lượng của nó cũng có rất là ít. Cho nên là em hy vọng là hôm nay em tươi giới thiệu đến cả nhà mình được cái đặc sản này thì được mọi người yêu mến và đón nhận. Giá em bán là 80.000 đồng một cân, em sẽ sàng sẩy sạch sẽ và đóng túi gửi cho các bác, nên là các bác yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé. Đây là gạo nếp cẩm Yên Thổ Bảo Lâm Cao Bằng, đó, hoàn toàn khác với các gạo của các vùng khác nhé, rất là dẻo cũng như là dinh dưỡng tốt và tốt cho sức khỏe ạ. Vâng, hôm nay thì em xin được kết thúc video ở đây. Một lần nữa em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip ngắn bán hàng tiếp theo. Ngoài các mặt hàng em giới thiệu hôm nay thì bên em có rất là nhiều các loại dược liệu mang miến hàng khô, mật ong rừng và da phúc sen. Các bác có thể kết nối Zalo với bên em để được tư vấn thêm. Em xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.